Chiều ngày 19 tháng 1 năm 2016, rùa Hồ Gươm, con vật được xem là vật thiêng của thành phố Hà Nội, được phát hiện là đã chết. Xác nổi lên và bốc mùi hôi thối. Các tờ báo trong nước lâu nay vẫn cho rằng mỗi lần rùa Hồ Gươm nổi lên mặt nước ứng với các sự kiện trọng đại của đất nước như là một dự báo điềm lành cho tương lai. Có rất nhiều bài viết từng thống kê những lần rùa nổi lên mặt hồ vào đúng các dịp lễ, sự kiện quan trọng của đất nước và đảng Cộng sản. Và họ gọi rùa Hồ Gươm là cụ rùa. Sự kiện rùa Hồ Gươm chết diễn ra chỉ 2 ngày trước khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12, ngày 21 tháng 1 năm 2016. Các tờ báo điện tử trong nước như Tuổi Trẻ, Một Thế Giới đưa tin tức này, sau đó phải vội vàng rút xuống như có sự chỉ đạo. Và giờ sau, các bài viết được đưa lên lại và đều viết theo kiểu rùa Hồ Gươm chết là do quy luật của tự nhiên. Tôi nghĩ rằng nó báo hiệu trước cái ngày Đại hội Đảng nữa, nó trùng hợp như thế. Tức là báo hiệu cho một cái Đại hội Đảng này có những cái tin mà phải đổi thay rất nhiều, lớn mà có lợi cho dân tộc và cho đất nước. Tân Chủ tịch thành phố Hà Nội cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo giải quyết vụ việc. Tin cho hay, lúc 16 giờ 30 phút ngày 19 tháng 1 năm 2016, đại diện Ban Quản lý Hồ Gươm đã vớt xác rùa đem vào bờ, lau qua cơ thể, bôi rượu cho hết mùi. Trả lời câu hỏi liệu có ướp xác rùa Hồ Gươm hay không, giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho rằng phải ướp xác rùa Hồ Gươm để ở đền Ngọc Sơn vì đây là di sản quốc gia. Rùa Hồ Gươm còn gắn liền với truyền thuyết Lê Lợi trả gươm báu. Phóng sự của SBTN tường trình từ Hà Nội, Việt Nam.